Khoảng 7 giờ 50 sáng 22 tháng 7, một số nhân viên tại chi cục thuế thành phố Vinh, số 29 đường Lê Mau, thành phố Vinh, Nghệ An, phát hiện đám khói bốc ra từ một căn phòng trên tầng 10 của tòa nhà này. Cùng lúc này, hệ thống báo cháy phát tín hiệu, thời điểm hàng trăm nhân viên và khách hàng đang làm việc giao dịch tại chi cục thuế thành phố Vinh, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, di chuyển xe máy và ô tô ra khỏi tòa nhà. Một lúc sau, khói đen vẫn bốc ra, khiến nhiều người lo lắng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn tỉnh Nghệ An đã điều hai xe cứu hỏa tới hiện trường. Tuy nhiên, lúc này nhân viên chi cục thuế thành phố Vinh đã dùng chữa cháy cá nhân khống chế đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thời gian làm việc tại chi cục thuế thành phố Vinh bị gián đoạn gần 1 giờ đồng hồ. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện ở máy điều hòa.